Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ nói về tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Trong năm 2020 thì bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tử vi con giáp tuổi Mão này, Phong Thủy May Mắn cảnh báo cần cẩn thận với họa thị phi, họa đào hoa dữ do thái tuế gây nên. Tuy nhiên thì bạn cũng đừng quá lo lắng bởi đường công danh tài lộc khá là vượng. Chuyện tình cảm cũng không phải không có cách giải quyết. Để nghênh đón thái tuế năm 2020 Canh Tý, Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù là bùa may mắn cho các bạn tuổi Mão trong năm 2020. Anh chị hãy liên hệ trực tiếp với chương trình để nhận được món quà này nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu về tuổi Ất Mão năm 1000. Còn bây giờ các bạn hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này thì bản mệnh nạp âm là Đại Khê Thủy, có ngày sinh từ 11 tháng 2 năm 1975 đến 31 tháng 1 năm 1976. Đầu tiên thì cùng xem về nam mệnh. Xem tử vi sự nghiệp tuổi Mão năm 2020, canh kim lộ xuất chính quan, thái tuế tí thủy tọa tại thiên ấn. Đây là điềm báo trong năm bản mệnh sẽ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Thái tuế thiên ấn là ngôi sao phù trợ cho đường học hành và sự nghiệp của tuổi Mão. Quan ấn tương sinh chủ lợi về sự nghiệp công danh tài lộc. Tuy vậy thì bị thái tuế chiếu nên mọi việc khó khăn. Nếu con giáp này nản chí thì từ bỏ thì nhiều việc dở dang không thành. Muốn thành công thì cần kiên trì và nỗ lực nhiều từ bản thân, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Tuy có lộc lá nhưng người nam bản mệnh tuổi Ất Mão cũng cần phải chú ý về sức khỏe, cố gắng tránh những đồ uống có cồn, dùng các chất kích thích để phòng ngừa, hạn chế các bệnh về nội tạng. Xét về công danh sự nghiệp của tuổi Ất Mão năm 2020, năm nay Ất Mão bị thái tuế chiếu nên báo hiệu về một năm công việc làm ăn khá là vất vả, hay phải suy nghĩ về công việc không được tốt, không nên huy động vốn làm việc lớn. Những người làm kinh doanh thì cũng ít lộc lá hơn năm trước. Để cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông hơn, hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925. Mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi, 12 con giáp. Trong cùng là âm dương bát quái, có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho bạn có được công việc hanh thông, tài lộc thăng tiến. Xét về tử vi tài lộc năm 2020 Ất Mão, xem vận trình tài lộc của tuổi Mão năm 2020, thái tuế tí thủy còn là sao trợ về tài lộc. Trong năm này thì bản mệnh có tài vận không tồi, dễ có sự tăng tiến về lương thưởng, các mức đãi ngộ cũng có nhiều cải thiện, được hỗ trợ thêm về chính sách. Con giáp này dễ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, quý nhân ở đây là nữ mệnh. Khả năng cao là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà. Nhờ sự hỗ trợ của quý nhân mà tuổi Ất Mão sẽ đạt được những bước tiến không nhỏ trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Song cũng có thể con giáp này sẽ có thêm thu nhập phụ từ chính công việc của mình khi mà vị trí bạn đang nắm giữ được hưởng thêm hoa hồng từ nhiều phía. Tuy nhiên thì tiền này cũng ẩn chứa không ít hậu quả phía sau. Nếu không thể an tâm thì nên tìm cách để từ chối khéo léo là hơn. Bản thân bạn cần phải chú ý và cân nhắc, tránh để cho phát tài hôm trước thì hôm sau họa lại ập tới. Khuyên người nam mệnh Ất Mão hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của Phong Thủy May Mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ in hình 3 con linh vật Hợi, Mão, Mùi, sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Xét về tình duyên tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tuổi Ất Mão bước vào năm Canh Tý 2020 thì thái tuế trợ đào hoa, hồng loan cát tinh nhập mệnh mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Canh kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ là vượng, dễ gặp được đào hoa, tin vui tới tấp bảo vệ. Tuổi Ất Mão nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là hàm trì đào hoa, tức một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Đào hoa là tài tinh, là nhân duyên, nó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Với những người đã lập gia đình để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình.
Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Xét về sức khỏe của tuổi Ất Mão, tử vi 2020 của tuổi Ất Mão cho thấy con giáp này sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế nên không được tốt cho lắm. Bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là bệnh về gan, thận, tim mạch do phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống. Con giáp này có thể mắc bệnh về khớp nếu môi trường sống là nơi âm u, ẩm ướt hoặc trước đó sinh hoạt lâu ngày trong môi trường ấy. Tới năm 2020 này sẽ phát bệnh, thậm chí còn phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa. Tuổi Ất Mão nên lưu ý hạn chế tránh uống quá nhiều rượu bia, bạn có thể sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu không biết trân trọng bản thân mình. Để hạn chế bất phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe, các bạn tuổi Ất Mão hãy thỉnh thập nhị bát bảo để đem lại may mắn, nghênh đón thái tuế, giải vận đen trong năm 2020. Thứ hai là xét về nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống, gia đạo, tình cảm, gia đình không được tốt, có sự bất hòa tình cảm giữa vợ chồng và con cái trong nhà. Xét về phương diện sức khỏe, năm 2020 nữ mệnh đề phòng bệnh nặng và ra ngoài phải lưu ý tay chân cẩn thận, thận trọng, đi lại, xảy ra va quệt để giảm tà khí, sát khí, hạn chế bớt phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe. Các bạn tuổi Mão hãy thỉnh bát bảo tâm kinh để đem lại may mắn, tránh được vận đen trong năm 2020. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, công danh, công việc làm ăn không được tốt, gặp nhiều trở ngại và khó khăn trong công việc làm ăn. Tuổi Ất Mão nên dùng màu đen để tăng cường tài lộc và sức khỏe của bản thân, không nên dùng màu đỏ, chủ về mọi sự bất ổn, lo lắng, suy nghĩ nhiều. Xét về tài chính tiền bạc thì nữ mệnh Ất Mão, tiền bạc làm ra bình thường, không có lộc về tiền bạc, đôi khi còn có họa về tiền bạc. Nữ tuổi Ất Mão nên dùng màu đen để tăng cường tài lộc và sức khỏe của bản thân, không nên dùng màu đỏ, chủ về mọi việc bất ổn, lo lắng, suy nghĩ nhiều. Xét về phương diện tình cảm thì tình cảm vợ chồng trong năm nay có phần lục đục, dễ bị kẻ thứ ba chen chân vào gây ra những hậu quả ảnh hưởng đến con cái. Lục đục ở đây thì chủ yếu là trong chuyện chăn gối, vì thế muốn hấp dẫn hơn với người khác phái nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên, nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy. Trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, cao sang nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về cách tình duyên. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Mão năm 2020, tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Trong tháng đầu tiên năm Canh Tý thì tuổi Ất Mão sẽ gặp phải đủ chuyện rắc rối ngoài ý muốn, nhất là trong công việc và tình cảm. Áp lực đến từ nhiều phía, sai lầm nối tiếp sai lầm, thất bại càng thêm chồng chất khiến cho con giáp này muốn gục ngã. Trong công việc thì những ý tưởng, dự án, kế hoạch mà con giáp này cất công chuẩn bị và đưa ra đều bị cấp trên phủ hết. Còn về phương diện tình cảm, tuổi Mão có thể sẽ phải đối mặt với sự phá hoại của kẻ thứ ba. Trong trường hợp xấu nhất thì con giáp này nên học cách buông tay, chấp nhận sự thật rằng bất cứ chuyện gì thì cũng có thể xảy ra. Đừng cố nén ép bản thân mình phải chịu đựng, có thể chia sẻ với người thân thiết để nhẹ lòng hơn. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Vào tháng 2 âm lịch 2020 thì tuổi Ất Mão vẫn chưa đạt được bước nhảy vọt nào đáng kể trong sự nghiệp. Trong khi đó thì sức khỏe lại không được tốt, dễ mắc bệnh tật ốm đau. Xét về đường công danh sự nghiệp của con giáp này trong tháng 2 âm, bản mệnh vẫn bị nhiều khó khăn cản trở, không phát huy được hết năng lực của mình, những mục tiêu không được hoàn thành đúng thời hạn đề ra. Bản mệnh đừng thấy thế mà cuống quýt, mất bình tĩnh, càng những lúc như thế này càng phải bình tâm để giữ cho đầu óc sáng suốt, nên tìm hiểu xem nguyên nhân bắt nguồn từ đâu mà tìm cách điều chỉnh cho hiệu quả hơn. Khuyên người mệnh tuổi Ất Mão hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ, in hình 3 con linh vật Hợi, Mão, Mùi, sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Sức khỏe của tuổi Mão tháng này không tốt, mệnh chủ dễ bị thương ngoài da, có thể bị bỏng, cọ sát. Khi dùng nước hay là lửa cần đặc biệt cẩn thận để tránh tổn thương không đáng có. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 cho thấy sự nghiệp
của con giáp này đã dần có những biến chuyển tốt hơn. Tuy nhiên thì đường tình duyên vẫn trì trệ như cũ, chưa có dấu hiệu khả quan hơn. Công việc bộn bề, lo toan, con giáp này chịu áp lực từ rất nhiều phía, nhưng biết cách hài hòa nên tự cân bằng được cảm xúc, cũng giảm bớt được những khó khăn đang bủa vây xung quanh mà hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Thời gian này thì có nhiều cơ hội cho bạn thể hiện mình, khiến cho tuổi Mão trở nên nổi bật hơn hẳn so với những người khác. Song đừng vì thế mà tự cao tự đại, bản mệnh cần phải học cách cẩn trọng và thực tế hơn trong những hành động của mình. Đừng thấy lợi mà ngã lòng. Về đường tình duyên, tuổi này vẫn chưa tìm được điểm đột phá, thậm chí là còn có những dấu hiệu tụt lùi. Mối quan hệ giữa bạn với người ấy dễ hiểu lầm, mâu thuẫn mà càng ngày khoảng cách giữa hai người càng lớn, tình cảm cũng nhạt phai. Nếu bạn còn muốn níu giữ tình yêu ấy thì nên nhanh chóng tìm biện pháp để hòa giải. Đừng để hiểu lầm vô căn cứ giết chết tình yêu, cướp mất hạnh phúc của mình đang có trong tay. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Tài vận của tuổi Mão trong tháng 4 năm 2020 âm lịch sẽ bắt đầu chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Con giáp này cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về các vấn đề sức khỏe. Về công việc thì bản mệnh vẫn chưa đạt được mục tiêu dự kiến, vì thế mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn. Thu nhập trong tháng chẳng có là bao, chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc, cuộc sống bế tắc. Thêm nữa, dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng nhưng khả năng bị ngã, bị thương do va đập, cọ sát của con giáp này là khá cao. Đi đường hay làm gì thì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí cho bệnh viện. Để giảm tà khí, sát khí, hạn chế bất phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe, các bạn tuổi Mão hãy thỉnh bắt bảo tâm kinh để đem lại may mắn, tránh được vận đen trong năm 2020. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Ất Mão gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như là trong chuyện tình cảm, vận trình biến động khá lớn. Con giáp này thường phải đối mặt và xử lý những sự cố bất ngờ phát sinh trong công việc, bị khách hàng cố ý làm khó dễ, bị tiểu nhân giấu mặt chơi xấu. Nếu không học được cách bình tĩnh và kiềm chế thì dễ mắc thêm sai lầm. Bản mệnh nên bình tâm để phân tích kỹ càng mọi vấn đề, đồng thời dựa vào đó để tìm ra phương án xử lý hiệu quả, kịp thời báo cáo lên cấp trên để xin trợ giúp. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch thể hiện sự tụt dốc trên con đường công danh sự nghiệp của tuổi Ất Mão. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập trong tháng của bản mệnh. Khoảng thời gian này thì bản mệnh dễ gặp được nhiều sự cố bất ngờ phát sinh. Khi xử lý vấn đề, có thể do nóng vội hay là chưa có kinh nghiệm nhiều mà con giáp này dễ mắc phải sai lầm trong tiểu tiết, dẫn đến những hậu quả không mong muốn, vì thế mà bị khách hàng chỉ trích, cấp trên khiển trách. Bản mệnh cần phải dồn sức tập trung hơn cho công việc. Đừng nghĩ rằng những chi tiết nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Những lỗi sai dù nhỏ nhưng góp lại cũng thành cả một vấn đề lớn. Đừng bao giờ nhắc lại cùng một lỗi. Về phương diện tài lộc thì do sai sót nhầm lẫn trong công việc nên bản mệnh dễ bị thiệt hại về tiền của do phải đền bù tổn thất. Thu nhập cũng phần nào bị giảm sút khi các khoản lương thưởng bị cắt bớt. Bản mệnh nên cân đối chi tiêu để tránh thiếu trước hụt sau. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, bước qua tháng 7 âm thì tháng cô hồn, đường tình duyên của tuổi Mão cực kỳ ảm đạm, còn sức khỏe thì cũng khá là tệ, chẳng thấy chút nào sáng sủa đáng vui mừng. Người tuổi này nếu đã kết hôn thì thường xảy ra mâu thuẫn với nửa kia của mình do những áp lực trong cuộc sống và cả bất đồng trong chuyện nuôi dạy con cái nữa. Thậm chí là ở một số trường hợp có thể còn xảy ra tình trạng bạo hành dẫn đến hậu quả khôn lường. Dù vấn đề lớn hay nhỏ thì nghiêm trọng hay không quá nghiêm trọng thì hãy bình tĩnh ngồi lại cùng nhau để nói chuyện, bàn bạc và tìm ra cách giải quyết thay vì động chân động tay như vậy, tránh để lại bóng ma tâm lý với trẻ nhỏ. Với những bạn chưa lập gia đình, để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiếm gỗ đào để hóa giải. Về phương diện sức khỏe, con giáp này khi ra ngoài nên chú ý an toàn, nhất là khi tham gia giao thông, để tránh bị tai nạn bất ngờ gây ra những tổn thương lớn đối với sức khỏe sau này.
này. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch, người tuổi Ất Mão tháng 8 này không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Bản mệnh có thể thu nhập tăng tiến bất ngờ, sự nghiệp cũng đang dần hồi sinh, mang về những tin vui nối tiếp nhau. Người làm đầu tư kinh doanh buôn bán bất động sản hay là chơi cổ phiếu thì trong tháng này hoàn toàn có thể tin vào mắt mình, tin tưởng vào sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền khá lớn. Bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh sang lĩnh vực mới, tìm cách thu hút lượng khách hàng mới, từ đó thu về lợi nhuận ở mức tốt hơn. Nói chung thì dù là làm công ăn lương hay là làm kinh doanh thì tài vận của người tuổi Mão trong tháng 8 âm đều khá là lý tưởng, không cần phải lo lắng quá nhiều. Để kích tài lộc, khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp, công danh tài lộc cũng theo đà mà phát triển. Trong công việc thì bản mệnh cũng gặt hái được không ít thành công, nên lưu ý dành thêm thời gian cho các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí với đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 9 2020 âm lịch, tuổi Ất Mão sẽ đón nhiều tin mừng về tình cảm, sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều. Về tình cảm thì có thể có chuyện hỉ trong nhà, có tin vui, sẽ có thêm người trong nhà. Đây cũng là quý nhân của gia chủ tuổi Ất Mão. Về phương diện sức khỏe thì tuổi Ất Mão không gặp phải bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng cần phải chú ý hơn đến chất lượng giấc ngủ, nên sắp xếp công việc để nghỉ ngơi đúng giờ, đừng ham vui mà thức khuya xem phim, đọc truyện, vừa ảnh hưởng đến da, vừa khiến cho tinh thần căng thẳng và mệt mỏi. Tử vi tháng 10 2020 âm lịch, tháng 10 này sự nghiệp của tuổi Ất Mão có những chuyển biến theo hướng tích cực, vẫn đang tiếp tục trên đà tăng tiến. Xét về công việc thì tuổi Mão hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của bản thân mình mà hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, mang về thành công cùng lợi nhuận khổng lồ cho công ty. Nhờ thế mà con giáp này sẽ giành được rất là quý báu để tăng thưởng tăng chức. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch, xem tử vi tháng 11 âm lịch năm Canh Tý của tuổi Ất Mão, con giáp này sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin không mấy may mắn về công việc và tài lộc. Ngay cả sức khỏe cũng nảy sinh vấn đề. Đường công danh sự nghiệp sa sút trông thấy, người làm trong những ngành dịch vụ tháng này dễ mắc sai lầm, phải chịu sự chốt dẫn của khách hàng, cấp trên. Lỗi lầm thuộc về ai thì chưa cần biết, nhưng con giáp này cần phải có thái độ phù hợp để xoa dịu cơn giận dữ của mọi người. Cuộc sống ngắn lắm, sao có thể tốn thời gian cho những việc sai lầm. Sau đó thì hãy dùng hành động của mình để sửa sai ngay lập tức. Đừng câu nệ chuyện sĩ diện, bởi bạn có thể làm cho công ty mất đi lượng lớn khách hàng bởi những sai lầm của mình. Đồng thời, bản thân con giáp này cũng sẽ chịu tổn thất khi thu nhập trong tháng giảm sút rõ rệt. Sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 11 này không được tốt lắm, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm theo mùa, bị cảm cúm, đau đầu thường xuyên, nên dành thời gian để tăng cường luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng cho mình. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, tháng chạp năm 2020, vận trình của người tuổi Ất Mão mọi mặt đều không như ý muốn, bóng đêm bao trùm, hung vận bủa vây, con giáp này khó lòng đạt được ý nguyện của mình. Trong công việc thì bản mệnh làm việc thiếu hiệu quả, thường không hoàn thành công việc đúng tiến độ đề ra, khiến cho tiến độ dự án bị trì trệ, nhận được nhiều lời phê bình nghi ngờ từ phía cấp trên. Con giáp này cũng vì thế mà càng trở nên tự ti, thiếu nhiệt tình với công việc. Trong cuộc sống hàng ngày thì con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình mà dễ gây gổ với mọi người. Bạn dễ dàng bùng nổ tức giận với bạn bè, người thân, người yêu của mình, không quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Tâm lý xảy ra nhiều biến động, áp lực căng thẳng đè nặng. Nếu không nhanh chóng tìm cách giải tỏa áp lực cho mình thì con giáp này sẽ càng mắc thêm nhiều sai lầm và đắc tội với mọi người, mất đi chỗ dựa về tình cảm. Để cho mọi việc của bạn được hanh thông, hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925. Mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi 12 con giáp. Trong cùng là âm dương bát quái có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho bạn có được công việc hanh thông, tài lộc, thăng tiến. Xem tổng quan tử vi 2020 của tuổi Ất Mão năm 2020, bản mệnh trong năm đạt được nhiều cơ hội thành công trong việc làm ăn kinh doanh, nhưng chuyện tình cảm lại chuyển biến chậm. Để độ trợ cho tuổi Ất Mão nhiều việc vượng trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc xây bát bảo tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ may mắn.
Có điều sức khỏe của con giáp này năm Canh Tý không được tốt cho lắm. Đường công danh sự nghiệp tuy cũng có tăng tiến phần nào, nhưng phát triển không bền vững, dễ gặp phải trục trặc. Trong phúc có họa. Phong thủy cửu cung phi tinh 2020 cho thấy cung chính bắc trong nhà năm nay sẽ ảnh hưởng nhiều đến những chuyện liên quan đến thị phi hay là rắc rối trong công việc, gia chủ nên đặc biệt lưu tâm. Ở vị trí này trong nhà năm nay kiêng kỵ tiến hành sửa chữa hay động thổ, cũng không nên sử dụng đồ màu xanh lam, xanh lá, nếu không sẽ có thể hút vận tiểu nhân, mang tới những chuyện thị phi thất thiệt, sự nghiệp khó bề tiến bước. Sao lục bạch chủ về hoạch tài, quý nhân trong năm 2020 sẽ bay vào phương Đông Nam. Người tuổi Ất Mão muốn có người đưa tay giúp đỡ thì nên lưu ý tới phương vị này trong nhà. Nên giữ cho nhà cửa ở vị trí này được thông thoáng, tránh để đồ đạc bừa bãi khiến cho các luồng khí bị tắc nghẽn, khiến cho quý nhân muốn giúp mà cũng lực bất tòng tâm. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Ất Mão Thái Tuế Phủ làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ với hotline của chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.